Chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trong dịp Tết nếu không cần thiết. Myanmar chặn Twitter và Instagram. Anh trục xuất 3 gián điệp Trung Quốc. Trung Quốc đe dọa trả đũa Anh vụ thu hồi giấy phép CGTN. Hải quan Mỹ, đa số hàng giả kém chất lượng phòng dịch bị bắt đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Tập Cận Bình thăm siêu thị Quý Dương chỉ trình diễn bắp cải rẻ mà bỏ quên thịt lợn đắt. Kính thưa quý khán thính giả đang theo dõi một điểm tin trưa ngày 6 tháng 2 của DKN TV và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Tết là ngày trở về với quê hương, sum vầy với gia đình, song với diễn biến mới của dịch viêm phổi Vũ Hán khiến chúng ta chưa thể đón Tết nguyên đán bình thường như mọi năm mà phải phù hợp với tình hình mới. Trao đổi về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cấp cao Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam trong cuộc phỏng vấn với VOV được đăng tải vào ngày 6 tháng 2 cho biết, dịch ở các nước nguy cơ rất cao xâm nhập vào Việt Nam, trong đó dịch ở Hải Dương và Vân Đồn chứng tỏ dịch xâm nhập. Bên cạnh đó, nguy cơ trong nước đi lại nhiều. Tôi cho rằng đâu đó cũng có tư tưởng chủ quan nên trong dịp Tết này, nhu cầu đi lại nhiều, giao lưu nhiều. Mặc dù chúng ta hạn chế nhưng vẫn nhiều hơn những ngày thường, nên chúng ta phải chấp hành những quy định hướng dẫn của chính phủ, Bộ Y tế cũng như các ngành chức năng. Ông nói thêm, mỗi địa phương nên có những quy định cụ thể cho người dân, vì tình hình dịch của các địa phương cũng khác nhau. Đặc biệt các thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, những nơi đông người, chúng ta phải có hướng dẫn cụ thể. Đối với người dân, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo phải thực hiện 5K, hạn chế đi lại trong dịp Tết nếu không cần thiết. Trong điều kiện dịch diễn biến phức tạp như thế này, người dân hãy đơn giản nhất những cái có thể để chúng ta phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng. Theo Vietnam Express đưa tin, cơ quan chức năng Gia Lai vào sáng ngày 6 tháng 2 đã dỡ phong tỏa hai tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa ở thành phố Pleiku sau khi hơn 580 người dân trong khu phố có kết quả âm tính với virus cúm Vũ Hán. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, sau 3 ngày khoanh vùng, truy vết xét nghiệm diện rộng, 584 người dân toàn khu phố ở hai tuyến đường trên có kết quả âm tính. Tuy nhiên, những trường hợp F1 vẫn cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà. Hai căn nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa, nơi ở và địa điểm nam tài xế dương tính ghé đến, vẫn bị kiểm soát phong tỏa. Trước đó vào ngày 3 tháng 2, tài xế 35 tuổi ở đường Hoàng Sa, phường La Kinh, thành phố Pleiku, dương tính với nCoV. Tài xế cũng hay lui tới nhà mẹ ở đường Nguyễn Đình Chiểu, sau đó giới chức Gia Lai đã phong tỏa hai tuyến đường này để truy vết. Gia Lai là địa phương đầu tiên ở Tây Nguyên xuất hiện virus cúm Vũ Hán, hiện trở thành vùng dịch lớn thứ tư cả nước với 18 ca nhiễm. Sáng nay, Bộ Y tế ghi nhận không có ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 394 người, dịch đã lan ra 12 tỉnh thành. Theo Reuters đưa tin, giới chức Myanmar yêu cầu các nhà cung cấp mạng Internet và hãng viễn thông chặn Twitter cùng Instagram cho tới khi có thông báo mới. Đại diện Telenor, hãng viễn thông của Na Uy, cho biết các bên cung cấp dịch vụ Internet và di động nhận lệnh chặn truy cập hai mạng xã hội nói trên từ ngày 5 tháng 2 cho tới khi có thông báo mới. Một phát ngôn viên Twitter cho biết hãng này quan ngại sâu sắc về lệnh chặn các dịch vụ Internet của Myanmar và sẽ vận động để chấm dứt điều này. Phát ngôn viên của Facebook xác nhận mạng xã hội Instagram bị Myanmar chặn và kêu gọi giới chức khôi phục kết nối của mọi người Myanmar có thể liên lạc với gia đình, bạn bè và truy cập các thông tin quan trọng. Bộ Thông tin và Truyền thông Myanmar chưa bình luận về thông tin. Trước đó, cơ quan này thông báo sẽ chặn Facebook tới 7 tháng 2 vì sự ổn định với cáo buộc nhiều người tung tin giả và sai lệch trên Facebook khiến dân chúng hiểu nhầm. Động thái chặn một số mạng xã hội diễn ra sau khi quân đội Myanmar bắt cố vấn nhà nước Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và một số lãnh đạo cấp cao trong đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ cầm quyền vào ngày 1 tháng 2. Với cáo buộc có hành vi gian lận trong cuộc bầu cử vào hồi tháng 11 năm 2020. Hai máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào ngày 4 tháng 2, đánh dấu vụ việc thứ ba như vậy trong tháng này. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, hai chiếc máy bay xâm nhập mới nhất của quân đội Trung Quốc gồm một máy bay tình báo điện tử Y-8 và một máy bay trinh sát Y-8. Như những lần trước, hai chiếc này đã bay vào phía tây nam ADIZ của Đài Loan. Đáp lại, quân đội Đài Loan đã điều máy bay chiến đấu phát cảnh báo vô tuyến và khai triển hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi máy bay Trung Quốc.
Trung Quốc gần đây tăng cường đưa máy bay chiến đấu vào ADIZ của Đài Loan. Động thái được giới quan sát đánh giá là nhằm cảnh báo chính quyền Biden. The Guardian đưa tin, giới chức Anh đã lặng lẽ trục xuất ba người bị cáo buộc là điệp viên Trung Quốc, đóng giả làm phóng viên tác nghiệp tại nước này trong năm 2020. Một nguồn tin chính phủ Anh vào ngày 4 tháng 2 cho biết, ba người bị trục xuất là sĩ quan tình báo thuộc Bộ Công an Trung Quốc. Danh tính thật sự của họ bị cơ quan an ninh Anh MI5 phanh phui, nguồn tin cho biết. Ba người này thừa nhận làm việc cho ba cơ quan truyền thông khác nhau của Trung Quốc và tới Anh trong vòng 12 tháng qua. Nguồn tin cho biết song không nêu tên những đơn vị này. Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này. Bắc Kinh cho biết họ kiên quyết phản đối và đe dọa trả đũa việc Anh quyết định thu hồi giấy phép phát sóng của cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTN. Văn phòng truyền thông Anh Ofcom vào ngày 4 tháng 2 đã hủy bỏ giấy phép kênh tin tức tiếng Anh mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CCTN vì không chịu trách nhiệm biên tập sản phẩm của kênh như đã đăng ký, mà điều này thuộc về chính phủ Trung Quốc. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân vào ngày 5 tháng 2 cho biết, cơ quan quản lý truyền thông Anh đã chính trị hóa một vấn đề kỹ thuật. Điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến truyền thông Trung Quốc và đã làm gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động trao đổi song phương bình thường giữa hai nước. Ông Uông nói, Trung Quốc kiên quyết phản đối quyết định này. Người này nói thêm, phía Anh một mặt nói về tự do báo chí, nhưng mặt khác lại can thiệp vào việc phát sóng CCTN, đó là tiêu chuẩn kép và đàn áp chính trị một cách trắng trợn. Người phát ngôn của Trung Quốc còn lên tiếng bảo vệ CCTN, nói rằng nó là một cơ quan truyền thông quốc tế tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp của Anh và khách quan, công bằng, đúng sự thật và chính xác trong các báo cáo. Trung Quốc kêu gọi phía Anh ngừng ngay việc thao túng chính trị và sửa chữa sai lầm này. Trung Quốc có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền hợp pháp của truyền thông Trung Quốc, ông Uông nói. Quan hệ Anh-Trung ngày càng trở nên căng thẳng khi London chỉ trích Bắc Kinh về các vấn đề ở đặc khu hành chính Hồng Kông và khu tự trị Tân Cương. Anh cũng cấm tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei tham gia phát triển mạng 5G tại nước này do lo ngại về an ninh. Theo báo cáo mới nhất do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ CBP công bố vào đầu tháng 2, từ tháng 10 năm 2019 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, trong số hàng giả hoặc sản phẩm bảo vệ chống virus cúm Vũ Hán không đạt tiêu chuẩn bị Hải quan Mỹ thu giữ, sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc chiếm khoảng 51%. Trong số các sản phẩm bị quan chức Hải quan Mỹ thu giữ, có hơn 12,7 triệu khẩu trang giả, 177.356 bộ dụng cụ kiểm tra virus Trung Quốc và 38.098 viên chloroquine bị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấm. Một thông cáo báo chí vào tháng 12 năm ngoái cho biết, các quan chức hải quan Cincinnati đã thu giữ 10.080 khẩu trang y tế giả trong một lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Những chiếc mặt nạ này được đánh dấu bằng dòng chữ 3MS1860 và các hộp mặt nạ được đánh dấu gian lận là sản xuất tại Hoa Kỳ. Và nếu những chiếc khẩu trang 3M giả này là hàng thật, giá trị của chúng là khoảng 65.520 đô la Mỹ, giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất. Mặt nạ giả cũng đã đến Hoa Kỳ từ Hồng Kông. Các nhân viên hải quan Cincinnati đã thu giữ 6.080 chiếc khẩu trang 3M giả được vận chuyển từ Hồng Kông vào ngày 6 tháng 12 năm 2020. Vào tháng 9 năm 2020, một vụ bắt giữ khác ở Chicago xảy ra khi các quan chức hải quan địa phương chặn một lô hàng 500.000 chiếc mặt nạ N95 giả. Giá trị ước tính là 474.905 đô la Mỹ nếu là hàng chính hãng. Lô hàng xuất phát từ thành phố Thâm Quyến miền Nam Trung Quốc và được chuyển đến một công ty ở Malanapan, New Jersey. Theo ghi nhận của Sao Drop Hope vào ngày 4 tháng 2, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đến thành phố Quý Dương. Ông đã đi vào siêu thị tươi sống Haley Humin ở quận Quang Sơ Hồ để quan sát nguồn cung thị trường trước lễ hội mùa xuân. Đoạn video do kênh CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố cho thấy, ông Tập bước đến gian hàng bắp cải Trung Quốc, dùng tay chỉ vào bắp cải Trung Quốc và dường như hỏi về giá của loại rau này. CCTV đặc biệt cho thấy giá của bắp cải Trung Quốc là 0,99 nhân dân tệ mỗi cân, khoảng 3.500 đồng Việt Nam. Một cân Trung Quốc bằng 0,59 ký Việt Nam. Ông Tập Cận Bình đứng trước quầy rau rất lâu sau khi đi qua quầy thịt lợn. Ông Tập vội vã đi qua và camera quan sát không hiển thị bất kỳ giá thịt nào. Theo số liệu do truyền thông nhà nước công bố, giá thịt lợn trung bình hiện nay tại các siêu thị Quý Dương là khoảng 30 nhân dân tệ mỗi cân,
tức khoảng 106.000 Việt Nam đồng cho 0,59 kg thịt lợn theo đơn vị đo của Việt Nam. Thu nhập bình quân đầu người hàng tháng hiện tại của Quý Dương là 3.750 nhân dân tệ. Một số cư dân mạng bình luận rằng, khi tôi nhìn thấy ông ấy, tôi chắc chắn sẽ hỏi tại sao thịt lợn lại đắt như vậy. Bên cạnh có tất cả diễn viên, thậm chí có cả trẻ em đều đã được đào tạo. Ngoài trừ chủ nhân, những người phục vụ khác trong siêu thị đều là nhân viên an ninh. Người ta đồn rằng nhóm biểu diễn đều là cảnh sát, trừ trẻ em là người nhà của cảnh sát, nam, nữ, người già đều là cảnh sát. Không phải tất cả cảnh sát, tất cả công chức đã qua kiểm điểm chính trị sao? Bên cạnh có tất cả diễn viên, thậm chí có cả trẻ em đều đã được đào tạo. Ngoài trừ chủ nhân, những người phục vụ khác trong siêu thị đều là nhân viên an ninh. Ai đã từng đi siêu thị đều có thể nói rằng số lượng hàng hóa trưng bày là không hề nhỏ. Bạn biết rằng giá cả và hàng hóa được trưng bày đẹp mắt, giá rẻ đến thế người ta sẽ đứng đó không mua, thật lạ. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin trưa ngày 6 tháng 2 của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.